Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa có thông báo phê duyệt cho công ty bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam được tăng vốn điều lệ từ mức 3.675 tỷ đồng lên đến hơn 13.937 tỷ đồng, tức là tăng gấp 4 lần. Sau lần điều chỉnh này thì FWD Việt Nam đã trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất thị trường tính theo vốn điều lệ. Theo FWD, Việt Nam là một trong những thị trường bảo hiểm phát triển nhanh nhất tại châu Á. Việc tăng vốn điều lệ thể hiện cam kết mạnh mẽ trong hoạt động bền vững và lâu dài của FWD tại Việt Nam, cùng tầm nhìn thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm. Bước đi này cũng nhấn mạnh sự cam kết mức trách nhiệm, bảo đảm an toàn tài chính của FWD Việt Nam đối với khách hàng và đối tác, từ đó giúp tăng cường sự mở rộng và khả năng tiếp cận của công ty trên toàn quốc. Nhìn lại thì thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam vẫn còn rất nhiều tiềm năng. Một dân số trẻ 95 triệu người mà hiện tại chỉ mới có 9 triệu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Điều đó cho thấy là cái dư địa để còn lại để tất cả những công ty bảo hiểm nhân thọ trong thị trường phát triển là vẫn còn rất lớn. Và theo tôi, quyết định đầu tư vốn để trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ có vốn lớn nhất của thị trường ngày hôm nay là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Thông qua đó, chúng tôi có thể đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào công nghệ, vào sản phẩm, vào dịch vụ, mở rộng kênh phân phối, hợp tác với những đối tác lớn để qua đó cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho người dân Việt Nam và thực hiện cái tầm nhìn của chúng tôi là thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm. Là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thị trường, FWD Việt Nam cũng sẽ tận dụng nguồn vốn mới này để đầu tư mạnh mẽ hơn cho nghiên cứu phát triển sản phẩm, tiếp tục giới thiệu ra thị trường những sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm đơn giản, thiết thực và dễ hiểu trên nền tảng công nghệ số hóa hiện đại. Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 1 của Tổng cục Thống kê, hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 1 đạt mức tăng cao, ước tính vượt 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 21%. Các công ty bảo hiểm nhân thọ đã cung cấp nhiều gói sản phẩm linh hoạt, mang tính thời điểm, tăng các gói hỗ trợ nhằm thu hút khách hàng sở hữu các hợp đồng bảo hiểm phù hợp. Điều này cho thấy nhu cầu mua bảo hiểm nhân thọ của người dân tăng cao trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.